Báo, bây giờ mẹ đi sang nhà cô, nhưng mà mẹ không mang con đi được vì con dạo này con mập quá. Con đi sang nhà cô, xong rồi cô nói: "Ây da, chứ bảo sao dạo này mập thế? Thế mọi người nói con lại giận. Ê, vừa nói con mập con đã lên cân, con cân rồi. Con cân cũng mập, con nhìn có người con trước sau trên dưới toàn là thịt không." Ê, đấy, mẹ vừa nói xong con lại giận rồi đấy. Vào nhà đóng chặt cửa lại ấy. Con ra đây, ra đây, ra đây mẹ nói nghe này, nhanh lên. Ai, đóng cửa để giận hả? Ồ, quay mặt lại úp mặt vào giận hả? Quay ra đây, con quay ra đây cho mọi người nhìn xem con có đúng mập hay không này. Con đi sang nhà cô không được ăn thịt, thì mẹ cho con đi cùng. Vui quá nhảy hả? Nhảy để mẹ cho con đi hả? Được rồi, không phải cảm ơn mẹ á.